chẳng còn ai nói anh ơi, chính em là người anh yêu. Xin kính chào tất cả các bạn nhé. Chung kênh audio lên sóng giới thiệu đến các bạn một bộ dàn của hãng JVC. Đây là một bộ dàn đời rất là cao. Model của nó là con UXLP55. Với tình trạng hiện tại bãi về, bộ dàn chạy full tất cả các chức năng. Chức năng chơi USB, chức năng chơi điện thoại máy tính, chức năng chơi đĩa CD. Đấy, tất cả đều chức năng vừa liệt kê thì đều chạy hoàn hảo hết các bác nhé. Tình trạng hình thức của bộ dàn thì đẹp khoảng độ 90%. Thế cũng nói luôn anh em, hàng bãi về thì cũng chả có nào được 100% đâu. 100% anh em chỉ có thể mua hàng mới hoặc hàng đấu mạng thôi. Nên hàng đấu mạng thì giá rất là cao. Nên hàng bãi về nhiều khi vận chuyển nó có xước sát một tí thì cũng là điều bình thường. Nhưng với bộ dàn này thì nó cái độ xước sát của nó cũng rất là ít thôi, không nhiều lắm. Bây giờ thì em sẽ test một số các chức năng, sau đó em sẽ quay hình thức cho các bác nhé. Đầu tiên là em test chức năng chơi điện thoại máy tính TV qua cổng 3.5, qua cổng audio in các bác nhé. Mời anh em nghe chất âm của bộ dàn. Ok anh em nhé, em sẽ test sang tính năng là tính năng chơi USB của bộ dàn. Nên là có nút nó ghi chữ hết rồi, các bạn USB cái thứ này ghi hết rõ rồi. Anh em dùng rất là dễ dàng thôi. Đấy, nó đang loát USB. Ở đây nó có một cổng ấn input vào để nó ra cổng trên máy iPod nhé. Anh em có máy iPod có thể chơi ở cái cổng này. Máy iPod là cái máy chân như kiểu chiếc iPhone 4 ấy. Đấy, USB đã chơi rồi bác nhé. Rồi, USB đã đọc ok nhé. Rồi em chuyển sang chế độ là chơi đĩa CD. Đây em đã bỏ đĩa đây rồi. Mà không phải em bỏ mà đĩa nó đang nằm luôn trong máy. Vì cái đĩa này hàng Nhật về người ta đang dùng dở, người ta để luôn trong máy rồi. Đấy. Rồi đĩa đang loát các bác nhé. Rồi đã báo số bài là 18 bài. Và đã bắt đầu chạy bài 1. Rồi đĩa đã chơi các bác nhé. Mặt trước của con dàn này phủ mà nó ốp một lớp meca nhìn khá là đẹp mắt. Đấy, tím quay gần cho anh em xem. Đèn đóm các thứ rất là ok, rất hiện đại. Và màu hồng rất là hợp với các bạn nữ nhé. Đấy, đĩa chơi ok nhá. Đây, tắt đèn này. Ok, đĩa là chơi ok các bạn nhé. Mình có lẽ sẽ tặng luôn các bạn cái đĩa này ở trong này luôn. Cái đĩa này là đĩa rất là xịn sò luôn, mới tinh luôn. Đĩa tiếng Nhật luôn. Rồi, đĩa CD của hãng TDK luôn nhé, đĩa xịn luôn. Rồi, để luôn trong máy cho anh em về trải nghiệm nhé. Đĩa thì cũng ít người chơi rồi. Đấy, cứ để luôn cho anh em nhé. Rồi, USB anh em cắm vào đây anh em chơi nhé. Còn chuyển về chế độ điện thoại audio in, anh em lại nút này cho em. Đây, nút này đây. Đấy. Đây nhá. Cái nút này rồi ok. Ta theo tháng năm mong chờ về đâu đêm tối với mong sương ơi. Rồi, tăng giảm âm lượng ở đây. Đấy anh em nhá. Ok anh em, nếu như trong trường hợp anh em mua về mà có thể là những dàn bãi em bán rất là nhiều, có một số dàn nó sẽ hỗ trợ hơi kén đĩa một tí thì các bác có thể là mình về mình báo bên em nhé, bên em sẽ hỗ trợ và sẽ để cho các bác những chiếc USB của bên em. Đấy, những chiếc USB bên em là đã được test cho nên là nó sẽ rất là phù hợp với dàn. Ok các bác nhé, bây giờ em quay hình thức của dàn luôn. Đấy, tổng thể là tương đối là đẹp các bác nhé, màu trắng phối hợp với tông màu hồng ở mặt trước. Đấy. Loa các thứ này tương đối là ok rồi, đầu máy cũng vậy. Trời xước một vài vết không đáng kể. Cái chấm lên đen là ốc anh em nhé, không phải là vết xước gì đâu. Cái tí ti chảy đây này. Đấy. Nói chung là cũng không thể tránh được với những con hàng bãi.
Nhưng con này đánh giá tương đối là ok rồi, tương đối đẹp. Đấy, loa này có thứ là trắng nữa này. Một vài bếp lăm răm, chảy xước thôi, do vận chuyển. Rồi vào đây phía sau. Đấu loa đúng màu cho em là được, đơn giản, rất đơn giản thôi, không có gì phức tạp cả. Video out, con này có thể chơi được cả đĩa hình luôn. Có cổng xuất video ra thì nó có thể chơi được đĩa hình luôn các bác nhé. Loa là 70W, hai loa trở kháng 6 ohm, âm ly công suất 35W, con này đời cao cho nên là công suất tiêu thụ điện rất là thấp. Anh em chú ý công suất ghi trên âm ly là công suất tiêu thụ điện anh em nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Anh sẽ test nhanh thêm một cái bản nhạc remix nữa nha các bác nhé. Đấy, cho anh em nghe qua remix nữa nhé. Để em kiếm một cái bản nhạc remix em test cho các bác luôn. Rồi, em sẽ thử test bản nhạc remix nhé. Nghe đồn biết chữ chỉ phục vụ giới hạn cho các bạn. Anh em nhờ, chờ mấy giây nhé, thông cảm. Nhưng biết. Rồi. Vì yêu anh nhiều quá nên em chẳng cần nói ra. Người thấy em những thứ mình người cho rằng em dối trá. Trung Kiên Audio qua số Zalo của Trung Kiên Audio là số 0975 575 262. Với mức giá cái bộ dàn này em để cho các bác giá là 1.260.000 đồng, 1.260.000 đồng chưa bao gồm phụ kiện các bác nhé, và miễn phí ship toàn quốc cho anh em chuyển khoản đủ. Còn với các đơn hàng chuyển cọc, các bác cọc trước 300.000 đồng, các bác nhận hàng thanh toán tiền phí ship với nhân viên bưu điện. Đấy, chính sách của bên em là như vậy các bác nhé. Ngoài ra còn rất nhiều các mẫu khác em chưa lên được ở dưới đất này, còn rất nhiều em về em chưa làm đến, còn trên giá là đã làm rồi và đã quay video rồi các bác nhá. Đấy, rất rất nhiều luôn, có các mẫu từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Đấy, rất nhiều luôn. Bên em thì chuyên là bán hàng bình dân thôi, anh em nào cũng có thể sử dụng và mua được nhá. Đấy, còn bộ dàn này bán 1.260.000 đồng. Bắt đầu chốt nhắn tin cho em, Zalo 0975 575 262. Bắt đầu chưa có phụ kiện có thể báo bên em luôn, để em bố trí gói hình phụ kiện luôn cho anh em nhé. Phụ kiện cần thiết của dàn sẽ là dây giác này, đổi nguồn này. Đấy, vì con này chạy điện 100 nhé, tức là hàng mãi đều chạy điện 100. Và nếu như anh em thích cả điều khiển từ xa để cho nó tiện lợi trong quá trình tăng giảm âm lượng thì anh em báo em luôn nhé. Em sẽ ghi cho em thêm một điều khiển học nữa để anh em có thể điều khiển từ xa được nếu như anh em muốn. Và tất nhiên sẽ phát sinh thêm chi phí các bác nhé. Và chi phí cho một cái khiển học là bình thường 150.000 đồng, thì em bán kèm dàn em chỉ phát sinh thêm là 100.000 đồng cho các bác thôi, bằng chi phí em nhập khiển trắng thôi. Đấy, xin cảm ơn tất cả các bác và các anh em đã theo dõi video của Trung Kiện Audio.